Mấy ngày hôm nay thời tiết lúc mưa lúc nắng nên là mình có một cái từ để chia sẻ với các bạn, đó là Tên kìa mẹ, nghĩa là trời vừa mưa vừa nắng ấy. Ý nghĩa của nó là Hi ga tette deru no ni ame ga furu koto. Mặc dù là trời nắng hay còn gọi là ông mặt trời chiếu sáng đấy, nhưng mà vẫn là mưa này. Cách gọi khác của cái tên kìa mẹ này thì có một cái cách gọi khác là Kitsune no yome iri. Kitsune ở đây là cái con cáo này, yome iri là đám cưới của con cáo. Cách nói khác nữa đó là Hideri à mẹ,